nếu về để nói thì ở bên kia BKB thì tôi ra làm cùng với cả anh Giang là từ năm 2005. Thế là ra đầu tiên ra làm bảo vệ. Là làm gì? Làm bảo vệ. À, làm bảo vệ à? Vâng. Có được phong chức vụ gì không? Từ lúc đấy thì không, mãi về sau này thì bắt đầu về gần gần đây thì bắt đầu là anh phong cho là phó tổng. Thế có được nhận lợi nhuận hay là hoa hồng gì không? Dạ không ạ, chỉ được hưởng lương. Cái lúc đầu tiên thì chỉ được có 400.000 một tháng thôi, lúc năm 2005. Xong về sau này, về sau gần gần về đây thì bắt đầu được lên là 4 triệu. 4 triệu xong là được còn là 1 triệu tiền xăng xe nữa thôi ạ. Tức là chỉ được hưởng lương 4 triệu và 1 triệu tiền xăng xe là tổng là 5 triệu. Đúng vậy không? Trong quá trình làm việc tại đấy thì anh có được giao tiền hay là giao tài sản gì để đi phân chia hay là đi mua cái hàng hóa, đồ vật tài sản gì không? Tất nhiên là trong đấy là còn là tôi là có được là bàn ra được là đi mua các cái đồ nguyên vật liệu, và ví dụ như là các cái gì anh cần thì bảo đi mua thì tôi đi mua. Cụ thể là anh được giao bao nhiêu tiền và đi mua những cái tài sản gì? Thực sự đến giờ thì hơn 5 năm rồi tôi không nhớ được là được giao bao nhiêu ạ. Không nhớ thì cụ thể là phải nhớ là được đi giao đi mua cái gì chứ? Như là bây giờ là tôi được giao đi mua vàng này, đi mua tivi này, mua xe máy này. Đấy. Có mua nhiều không? Nói chung là cái số lượng là mua cũng nhiều ạ. Mua về để làm gì? Thì bây giờ anh đang bảo đi mua về thì tôi biết là đi mua về được. Có biết là mua về để làm gì không? Dạ không, anh chỉ bảo đi mua về thôi. Thế trong những cái buổi hội thảo, hội nghị cũng như là các diễn đàn của công ty đấy thì anh có tham gia không? Dạ em không tham gia.